Xin chào tất cả các bạn, mình là Cao Hoàng Nhật Long. Chào mừng các bạn đã đến với bài 4 trong phần trích hướng dẫn Escape. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cách bật tắt đèn trong Escape. Ok, let's go. Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ học về cách bật tắt đèn trong Escape nha. Thì trước khi chúng ta vào bài ngày hôm nay thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ phải có một phần mềm, nó chính là phần mềm dựng phim. Thì các bạn nào hay render video bằng Escape thì các bạn sẽ có một số phần mềm thì các bạn có thể dựng phim. Nhưng mà tôi thì tôi hay dùng Wondershare Filmora. Thì các bạn nào mà chưa có phần mềm này thì các bạn có thể tải luôn và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và crack luôn. Còn nếu như bạn nào mà đã sử dụng những phần mềm dựng phim ấy thì các bạn chuyên về cái nào thì các bạn sử dụng cái đấy. Thì cái này tôi không ép buộc nhá. Thế là nếu như bạn nào chưa có thì tôi dẫn các bạn crack luôn. Thì đây chính là phần mềm Filmora 9 này. Thì chúng ta bắt đầu chúng ta tiến hành về phần crack nhá. Thì chúng ta sẽ mở cái file ngày hôm nay lên. Thì trong cái file ngày hôm nay thì của chúng ta thì tôi có để có 3 mục. Mục thứ nhất là mục cài đặt Filmora. Thì chúng ta vào trong phần cài đặt nhá. Thì cái phần này thì tôi đã crack rồi, tôi đã cài đặt rồi cho nên tôi sẽ không cài đặt nữa. Thì các bạn cứ bấm vào đây, các bạn cứ bấm next giống như cài đặt các phần mềm khác nhá. Thì tôi chỉ hướng dẫn các bạn phần crack thôi. Thì cái phần này cài đặt dễ rồi thì hầu như các bạn nào cũng làm được. Khi chúng ta cài đặt xong thì chúng ta bắt đầu tiến hành crack. Thì trước khi crack thì chúng ta mở cái file này lên. Đó, trong cái file này tôi có hướng dẫn, tôi ghi hướng dẫn cụ thể các bạn là làm cách nào để các bạn có thể crack được. Thì đầu tiên thì các bạn hãy vào trong phần ổ C nhé. Đây, tôi sẽ mở file lên này. Đó, thì chúng ta sẽ vào phần ổ C. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu vào Windows. Đó, chúng ta sẽ kéo xuống cái mục System 32. Sau đó thì chúng ta sẽ kéo xuống mục driver. Đây, driver nhá, các bạn kích vào driver này. Sau đó các bạn vào etc. Sau đó thì chúng ta sẽ có một cái file host này. Các bạn hãy copy cái file host, copy nó nhá, đưa ra desktop này. Đó, khi chúng ta đưa nó ra desktop xong thì chúng ta sẽ bấm vào cái cực phải và open with. Chúng ta sẽ open with nó cùng với cái notepad. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ copy cho tôi 4 cái đường dẫn này. Copy nhá, Ctrl C này sang đây nhá. Các bạn xuống dòng enter, xuống dòng ấn Ctrl V là được. Cái này tôi đã copy vào đây rồi cho nên là tôi sẽ không copy nữa. Thì các bạn dán, khi dán nó vào xong đây rồi thì các bạn bấm vào save nhá. Tôi thì bấm cancel. Đó, các bạn bấm vào save. Sau khi các bạn save xong rồi các bạn bấm phím cắt. Cắt ngoài desktop đi nhá, không copy vào đây, dán nó vào đây, paste nó vào. Khi phải paste nó vào xong thì nó sẽ đè file vào đây nhá, đè file này, Wrap Play này, đó, ok, continue. Đó, sau khi các bạn đè file vào xong, ok, phát nó ra, phát cái này ra nhá. Còn nếu như bạn nào mà không correct được thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua fanpage nhá, đó, hoặc là Facebook cá nhân của tôi, đó, ok. Thì sau khi các bạn đã phần copy xong phần dán phần crack xong thì các bạn vẫn chưa xong đâu nhá. Thì các bạn mở cho tôi phần Filmora lên. Đó, sau khi các bạn cài đặt xong thì nó sẽ có một biểu tượng như thế này. Khi các bạn đã mở nó lên rồi thì các bạn lại tạo một dự án mới là New Project. Thì trong cái phần này thì các bạn có thể tìm hiểu về khi các bạn cài đặt phần mềm này để dựng phim ấy thì các bạn có thể nghiên cứu về cách sử dụng phần mềm này cơ bản ở trên mạng. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản thôi. Thì các bạn có thể áp dụng được vào trong cái phần cách bật tắt đèn trong Escape thôi. Còn nếu như bạn là muốn tìm hiểu sâu hơn về các cái phần kỹ năng như kiểu chuyển màn hình này, rồi là thêm chữ, thêm text các thứ thì, hoặc là effect các thứ thì các bạn có thể nghiên cứu thêm. Còn cái này tôi hướng dẫn các bạn cắt ghép nhé. Sau khi các bạn cài đặt correct xong thì các bạn sẽ bấm vào đây phần Help. Sau đó phần Apply Activation. Đó, sau khi các bạn ấy vào đây nhá thì các bạn dán cho tôi đây phần key này, tôi có để phần key này đây các bạn, cho các bạn rồi này. Đó, các bạn copy phần address này, tức là địa chỉ email này. Đấy, sau khi các bạn copy cái địa chỉ email về xong rồi thì các bạn dán nó vào đây, passcode của nó khi các bạn copy dán vào đây. Đó, sau khi bạn bấm vào exit thì là xong, thế là các bạn đã có thể crack được. Đó, thì đây chính là phần Filmora khi các bạn crack xong. Ok, sau khi chúng ta có một căn phòng như thế này thì chúng ta bắt đầu tiến hành về cách làm thế nào và các trick làm sao để cho chúng ta có thể render ra một cái video bằng Escape mà nó có hiệu ứng tắt đèn, bật tắt đèn nhá. Đó, thì đầu tiên thì các bạn sẽ có một cái phòng như thế này.
Đó, thì trước khi các bạn làm cho tôi thì các bạn phải tạo cho tôi một số layer như sau. Cái thứ nhất là cái phần hiệu ứng đèn ở đây, các bạn để cho tôi thành layer riêng. Đây, tôi xong phần tag này của tôi đây. Layer đèn thứ nhất của tôi là cái đèn này nhá. Đó, thì các bạn nhìn thấy cái hiệu ứng đèn này đây, tôi đã bị tắt rồi này. Đó, hiệu ứng đèn tiếp theo này là hiệu ứng đèn của spotlight này. Đấy, tôi đã tắt đi rồi này. Đó, có một hiệu ứng đèn các đèn tiếp theo nữa. Thì các bạn hãy quan tâm cho tôi là ví dụ cái đèn này nhá, tôi sẽ hút màu này. Đó, tôi sẽ hút màu cái này nhá. Tôi kéo cái này xuống. Đấy, tôi tắt nó đi, tôi không cho nó thành phát sáng nữa này. Tiếp theo nữa cái đèn này này, tôi hút màu nó này, tôi tắt đi, tôi sẽ tắt nó đi nhá. Đó, thì cái phần đèn này thì các bạn đã tắt nó đi rồi. Thì cái đèn trước khi chúng ta làm nhá, thì chúng ta hãy chỉnh cho tôi cái phần đầu tiên là cái phần export này, chúng ta sẽ chỉnh cho nó tối hết cỡ đi. Đó. Còn nếu như bạn nào để tùy theo setting của các bạn nhé, tôi đang để setting như này thôi, thì các bạn sẽ để cho nó thấp đi một tí. Đó, tôi để thấp như này đi, để cho căn phòng nó tối đi. À, còn một cái đèn nữa chúng ta chưa tắt, đèn spot này chúng ta sẽ tắt nốt cái đèn này đi. Đó, tắt rồi đi, như vậy nhá. Ok, bây giờ nhá, thì chúng ta sau khi chúng ta vào đây này, chúng ta kéo sáng cái này thấp xuống một tí để cho cái phòng chúng ta tối đi, để chúng ta nhận ra cái hiệu ứng nó dễ hơn. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu bật cái chế độ video lên. Đó, bật video lên nhá, bật cái phần video lên này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ, đây những cái keyframe mà tôi vừa tạo này, tôi xóa lên đi cho các bạn, làm lại cho các bạn. Đó, thì đầu tiên chúng ta sẽ bật cái này lên, đến một cái view đầu tiên này, tiến đến một cái view thứ hai này, chúng ta sẽ kích vào đây. Đó, chúng ta sẽ đặt cho nó cái giây ở đây, khoảng cái video tôi đi từ đây đến đây khoảng tầm 8 giây. 8 giây nhé các bạn, để tối thiểu tôi 8 giây. Sau khi các bạn làm được 8 giây xong rồi thì các bạn sẽ bắt đầu bật nó lên này, export nó ra, xuất cái video ra, tôi xem thử nhé. Đấy, xem thử cái video tôi sẽ đi từ vào trong hành lang, mất 8 giây. Chúng ta sẽ làm một cái video như thế này. Chúng ta sẽ export nó ra. Sau khi các bạn export nó ra xong rồi thì chúng ta sẽ có một cái video như thế này. Đó, nó sẽ nhìn trông nó sẽ tối như thế này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng tiếp theo, đó chính là hiệu ứng của đèn trần. Đó, cái đèn trần này bạn sẽ hút màu này. Đó, chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ làm hiệu ứng đèn hắt trần nhá. Đây, tôi sẽ quay lại cái view đầu tiên này, đèn hắt trần ở đây này. Đó, tôi sẽ bật chức năng phát sáng lên này. Đấy, kéo lên. Đó thì nó sẽ sáng như thế này. Ok, sau khi nó sáng xong rồi thì chúng ta bắt đầu lại bấm vào đây, export nó ra, lại xuất thêm một video ra. Thì video các bạn vừa xuất ra thì trông nó sẽ thế này. Đó, chỉ có duy nhất hiệu ứng đèn này nó phát sáng thôi. Sau khi cái hiệu ứng đèn phát sáng xong rồi thì chúng ta bắt đầu chuyển sang hiệu ứng đèn tiếp theo, đó chính là hiệu ứng cái đèn spotlight này. Đó, thì các bạn sẽ hút màu nó này, bật phần setting lên, chúng ta để cho nó thành vật liệu phát sáng, kéo hết cỡ lên nhá. Đó, sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ bật cái layer số 2 lên, đó chính là layer hiệu ứng đèn hắt này này. Đó, sau khi xong rồi đúng không, thì chúng ta vào phần setting, chúng ta sẽ chỉnh sáng lên một chút, lên tầm 2. Đó, tầm 2 nhá là được. Đó, sau khi xong rồi các bạn lại bấm vào export ra. Đó, để cho cái phòng này khi chúng ta bật đèn lên thì nó sẽ sáng lên mà, cho nên cái phần export chúng ta vừa kéo sáng lên một tí để cho cái phòng này chúng ta sáng lên, là giống như chúng ta vừa bật đèn lên thì cái này nó sẽ sáng lên theo. Đó, chúng ta sẽ export ra. Chúng ta export ra thì chúng ta sẽ có một cái phần như thế này. Đó, trông nó sẽ thế này. Có hiệu ứng đèn này rồi nhá. Sau khi xong được cái hiệu ứng đèn này rồi thì chúng ta bắt đầu bật cái làm cái hiệu ứng đèn cuối cùng, đó chính là cái hiệu ứng đèn này. Đó, hiệu ứng đèn này nhá, bạn lại hút màu này, bật nó lên. Đó, sau đó thì chúng ta bắt đầu cho cái này phát sáng lên đúng không, kéo sáng lên. Đấy, nó đã sáng rồi nhá. Sau khi nó sáng rồi thì chúng ta lại bật phần tab lên. Đó, chúng ta bật layer số 1 lên. Đó, sẽ có phần hắt xuống dưới này. Đó, sau đó thì chúng ta lại vào phần export, chúng ta chỉ tăng lên 1% thôi, là 3 nhá. Ok, chúng ta lại bấm vào đây, export ra. Sau khi export nó ra rồi thì chúng ta có một hiệu ứng như thế này. Đó, thì đây là đầy đủ các phần hiệu ứng khi chúng ta đã bật lên. Ok chưa? Sau khi mọi người xong rồi, đó thì là phần mẹo nhá. Sau khi mọi người xong rồi thì mọi người hãy mở cho tôi Filmora lên.
trong cái phần Filmora là phần mềm dựng hiện dựng phim và cắt ghép phim để cho các bạn có thể làm được. Đó, bật Filmora lên. Vào New Project. Trong phần New Project này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần Media này. Nó sẽ cho các bạn đưa file các bạn vừa xuất video ra, đưa vào đây, click vào đây này. Đó, chúng ta sẽ vào phần Desktop. Chúng ta sẽ chọn cái bài 4 này. À, trong cái phần hành lang chứ. Phần Desktop này. Chúng ta sẽ tìm vào phần hành lang này. Chúng ta sẽ kéo hết cả 4 file này chúng ta vừa export vào nhá. Đó. View thứ nhất các bạn click vào đây, các bạn kéo xuống đây. Kéo xuống đây này. Don't change nhé, các bạn bấm vào don't change nhé, đừng thay đổi nhé. Chúng ta sẽ kéo cái này lên trên này. Đó. Để chúng ta có nhiều mặt nhiều lớp layer hơn. Ta sẽ kéo view số 4 này xuống đây. Đó, kéo view số 4 này xuống đây này. À nhầm. Nó bị nhảy thứ tự nhé. View số 1 này, view số 2 tôi đặt tên rồi đấy, view số 2 này. View số 3 này. View số 4 này. Ok. Đó, thì view số 1 các bạn kéo phần lên trên cho tôi. View số 2 các bạn để dưới này. View số 3 các bạn để dưới này. View số 4 để đây. Ok, view số 4. Đấy, đưa cái này lên đây. Cái này lên đây. Cái này lên đây. Cái này kéo vào đây nhá. Đó, các bạn sắp xếp nó thành các thứ tự như thế này. Đầu tiên thì cái video chúng ta sẽ đi từ đây vào đây này. Các bạn nhìn thấy này, đến đây. Sau khi đi đến đây các bạn nhìn thấy cái phần đèn trần rồi đúng không? Các bạn kích một cái vào đây nha để chọn cái phần này. Sau đó các bạn bấm vào cái kéo này, các bạn sẽ cắt video, kích vào cái kéo là các bạn đã cắt được đoạn video này rồi. Chúng ta kích vào cái tựa video thứ hai, chúng ta bấm vào đây, chúng ta sẽ cắt tiếp. Đó, sau khi chúng ta cắt xong rồi đúng không? Thì chúng ta bắt đầu bấm delete. Delete nhá, delete cái phần đằng sau của cái phần video 1 này chúng ta không dùng nữa, chúng ta sẽ cắt đi. Chúng ta sẽ bỏ đi này. Đó, sau đó thì cái đoạn video thứ hai, cái đoạn đầu của nó chúng ta sẽ bỏ đi. Đó, tiếp theo nữa chúng ta sẽ kéo thêm một đoạn nữa này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem thử nhá. Nó sẽ chạy này. Đấy, nó sẽ bật cái hiệu ứng đèn này lên rồi đúng không? Sau khi nó chạy thêm một đoạn nữa này, nó đi vào gần đây một tí thì bắt đầu chúng ta dừng ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta sẽ cắt tiếp. Đó, xong ta sẽ kích xuống dưới này, chúng ta sẽ cần cắt tiếp. Đó. Sau khi xong rồi chúng ta sẽ lại delete cái phần này và delete phần này đi. Ok chưa? Sau đó thì chúng ta lại cho nó chạy tiếp này. Đó, nó sau khi nó chạy được đến đây rồi thì chúng ta lại bấm vào kích vào đây nhá, chúng ta lại bấm vào cái kéo để cắt. Và kích xuống đây, bấm vào cái kéo để cắt. Rồi, ok, chúng ta sẽ delete phần này đi và delete phần này đi. Ok, sau khi xong rồi chúng ta sẽ kéo những cái thanh này lên đây. Ôi, chúng ta sẽ lại để kéo nhầm. Đó, chúng ta sẽ kéo cái này lên đây. Kéo cái này lên đây. Kéo cái này lên đây. Đó, chúng ta sẽ chạy nhá. Một này. Hai này. 3. Đó, thế là hiệu ứng đèn chúng ta đã xong. Sau khi xong được rồi đúng không? Thì chúng ta còn một cái nữa là chính là hiệu ứng bật đèn, âm thanh bật đèn đúng không? Thì tôi đã cho các bạn cái phần hiệu ứng âm thanh bật đèn đây rồi. Nếu như các bạn tải trên mạng ấy thì các bạn search phần âm thanh bật đèn sẽ không có đâu. Cái này là sẽ mất phí. Cho nên tôi sẽ để cho các bạn cái phần âm thanh bật đèn đây, nó sẽ là free nên các bạn sẽ không mất phí để tải cái âm thanh bật đèn đấy nhá. Ok, chúng ta sẽ vào phần bài 4 này, trong phần âm thanh tôi để ở đây này. Đó, các bạn bấm vào đây này. Đó, các bạn bấm vào đây nhé. Đó. Các bạn bấm vào đây xong thì các bạn sẽ kéo xuống. Kéo xuống mục này. Ok chưa? Các bạn sẽ kéo xuống đây. Đây, chỗ này nó chỉ là cái phần track âm thanh. Các bạn nhìn thấy cái phần video đây này. Có cái hình dựng phim này. Đấy, các bạn có hình dựng phim này. Đó, các bạn dựng phim ở đây. Còn phần âm thanh các bạn để đây nhé. Thì bạn kéo này xuống đây nhìn cho nó dễ. Đó, khi các bạn kéo xuống đây rồi. Ok, sau khi các bạn kéo xuống đây xong rồi thì các bạn sẽ để cho cái phần này chạy nhé. Cho chúng ta bấm phím cách này để cho video chạy này. Đó, nó sẽ chạy đến cái phần bật đèn. Đó, sau khi được phần bật đèn đây đúng không, các bạn sẽ kéo cho nó lùi lại một tí. Đó, sau đó sẽ các bạn kéo phần âm thanh này vào đây. Kéo phần âm thanh vào đây nhé. Các bạn phần đoạn track này các bạn kéo làm sao cái phần thanh này, các bạn cầm cái phần dây trượt này, các bạn kéo ra để cho nó rộng ra để các bạn có thể nhìn cho nó rõ hơn. Các bạn sẽ kéo thanh trượt này vào đây. Đó, thì khi cái phần bật đèn này, sẽ bật đèn vào đây. Đó, nó sẽ bắt đầu từ đây nhé. Thì cái phần âm thanh khi các bạn nhìn cái phần sóng của âm thanh này. Đó, thì cái phần sóng của âm thanh này khi nó bật đến đây, thì khi đến đây đúng không, thì bắt đầu bật đèn đúng không, thì các bạn kéo ra cái phần sóng của âm thanh nó sẽ gần sát vào đây luôn. Đây, nó sẽ gần sát vào đây là ok này. Đừng sát quá nhé, các bạn sát quá thì âm thanh không chuẩn. Đây, tôi sẽ cho chạy lại này. Đó, như này âm thanh đã bật rồi đúng không. Tôi kích vào đây, bấm Ctrl C này.
đó, tôi cho chạy tiếp này. Đấy, điều này tôi dừng lại, tôi cho tua lùi lại một tí trước khi bật đèn. Đây, đến đây là ok này. Tôi kích vào đây nhá, các bạn nhớ nhá, kích vào cái phần trống này, đừng có kích vào đây nhá, kích vào phần trống này, Ctrl V. Sau khi các bạn Ctrl V xong thì các bạn quay lại cái phần vừa nãy các bạn trước khi bật đèn. Bạn này. Đó, sau đó chúng ta sẽ kéo này gần vào đây thôi. Đó, nó khoảng cách đến đây là ok nhá. Đó. Làm cho chạy thử nhá. Đó, bật đèn ok khớp, chạy tiếp. Đến đoạn này chúng ta lại cho chạy tiếp. Lùi lại. Kích vào khoảng trống ở dưới này, kích vào đây. Đó, Ctrl V. Đó. Kéo lùi lại này. Đó, xong rồi kéo cái này phần này lùi lại. Thế là ok rồi đấy. Bây giờ chúng ta xem lại từ đầu nhé. Ok, thế là chúng ta đã xong rồi. Thì sau khi chúng ta làm xong rồi thì còn mỗi cái việc là chúng ta xuất file ra thôi, đúng không? Thì tiện thì tôi cũng hướng dẫn các bạn cách xuất file luôn. Thì các bạn nhìn cái phần export ở trên này. Đó, cái phần export này. Export, các bạn kích vào export này. Đó, thì trong cái phần này thì nó sẽ có những cái mục như sau. Thứ nhất là nó muốn hỏi các bạn là muốn xuất ở dạng video hay là MP3, các bạn để tôi MP4 nhé. Tiếp theo nữa là tên cái video, thì tôi sẽ để là test video hành lạc bật đèn chẳng hạn. Đó, tiếp theo nữa là cái phần save to, là muốn hỏi các bạn muốn save video thì các bạn có thể save vào desktop nhé. Bấm vào select folder, đó sẽ lưu địa chỉ của bạn ra desktop. Tiếp theo nữa là phần setting. Phần setting thì các bạn hãy để cho tôi chế độ là good. Còn những cái chức năng này thì các bạn để nguyên cho tôi theo mặc định default của nó nhé, không thay đổi gì mà ok. Sau khi ok xong các bạn bấm vào export. Đó, thì nó sẽ xuất ra một cái video cho các bạn. Đó, ok, thế là xong rồi. Tôi kích vào không xếp. Vậy là chúng ta đã học được cách bật tắt đèn cho Enscape rồi. Cũng hy vọng là video này đã giúp ích được cho tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye.